Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 11 sách cánh diều. Chương 8 bài 6 phần bài tập tiếp theo. Rồi các em có thể theo dõi toàn bộ video về toán 11 sách cánh diều được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online, có thể thì các em ủng hộ thầy giáo bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Và đây cũng là cách để các em nhận được những video mới nhất từ kênh học toán online. Rồi trong video hôm nay các em sang bài tập số 4. Một chiếc bánh chưng có dạng khối hộp chữ nhật với kích thước ba cạnh là 15 cm, 15 cm và 6 cm. Chiếc bánh chưng có dạng khối hộp chữ nhật. Các em biết là khối hộp chữ nhật thì nó là năng trụ đứng có mặt đáy là hình chữ nhật. Tức là tất cả các mặt của nó đều là hình chữ nhật. Với kích thước ba cạnh là 15 cm, 15 cm, 6 cm. Tính thể tích của chiếc bánh chưng đó. Rồi các em biết là thể tích của khối hộp chữ nhật thì bằng tích của ba kích thước, tức là bằng chiều dài nhân chiều rộng và nhân với chiều cao. Do đó chúng ta dễ dàng tính được thể tích của chiếc bánh chưng đó là 15 nhân 15 nhân 6 V bằng 15 nhân 15 nhân 6, và chúng ta tính được kết quả bằng 1.350 cm khối. Chiều dài, chiều rộng, chiều cao có đơn vị đo là cm thì thể tích có đơn vị đo là cm khối. Tiếp theo là các em sang bài tập số 5. Một miếng format có dạng khối lăng trụ đứng với chiều cao 10 cm và đáy là tam giác vuông cân, có cạnh góc vuông bằng 12 cm. Đáy là tam giác vuông cân. Rồi các em biết là khối lăng trụ đứng, nó là khối lăng trụ có các mặt bên đều là hình chữ nhật. Khối lăng trụ thì có các mặt bên là hình bình hành, còn lăng trụ đứng thì có các mặt bên đều là hình chữ nhật. Chiều cao là 10 cm. Các em có thể chọn một trong các cạnh bên là chiều cao, bởi vì các cạnh bên bằng nhau và cùng vuông góc với hai đáy. Chiều cao là 10 cm và đáy là tam giác vuông cân, có cạnh góc vuông bằng 12 cm. Tính khối lượng của miếng format theo đơn vị gram. Biết khối lượng riêng của loại format đó là 3 gram trên cm khối, tức là mỗi cm khối nặng 3 gram. Như vậy muốn tính khối lượng của miếng format thì các em phải tính được thể tích của miếng format đó là bao nhiêu cm khối. Các em biết là khối lượng thì bằng khối lượng riêng nhân với thể tích. Ta biết khối lượng riêng rồi, bây giờ các em tính thể tích của miếng format này. Miếng format có dạng khối lăng trụ đứng, mà các em biết là thể tích của khối lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Chiều cao bằng 10 cm. Như vậy trước hết là các em phải tính diện tích đáy, tức là diện tích của tam giác vuông cân. Diện tích của tam giác vuông cân là diện tích của tam giác vuông thì bằng 1 phần 2 nhân với tích hai cạnh góc vuông. S bằng 1 phần 2 nhân với tích hai cạnh góc vuông, tức là nhân với 12 nhân 12. Hai cạnh góc vuông của tam giác này nó bằng nhau, bởi vì tam giác này là tam giác vuông cân. Rồi chúng ta tính được bằng 72 cm vuông. Như vậy thể tích của miếng format là thể tích của khối lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Diện tích đáy là 72 nhân với chiều cao là 10 bằng 720 cm khối. Rồi các em biết là cứ 1 cm khối của miếng format thì nặng 3 gram. Vậy 720 cm khối thì nặng 3 nhân với 720. Tức là khối lượng bằng khối lượng riêng nhân với thể tích. Khối lượng của miếng format là
khối lượng bằng khối lượng riêng nhân thể tích bằng 3 nhân với 720. Và chúng ta tính được kết quả bằng 2160 g. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.